Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông, vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ bức tường tồn tại hơn 30 năm ngăn cách sân bay Tân Sơn Nhất và khu dân cư quận Tân Bình để thi công gói thầu số 13 thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa. Theo ghi nhận của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 1 bức tường đã được hoàn tất tháo dỡ. Đơn vị thi công đã dựng lên hàng rào tôn tạm thời để ngăn cách công trình với đường C12, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Hiện có khoảng 10 công nhân đang tất bật thi công, thực hiện nhiều hạng mục như lắp đặt hệ thống cống thoát nước, xây dựng đường, tường chắn, vỉa hè. Đường C12 hiện hữu nhỏ hẹp, nằm cạnh tuyến đường huyết mạch Trường Chinh, ngã ba Mũi Tàu, nên có mật độ phương tiện lưu thông khá cao. Tuyến đường này là điểm cuối của dự án đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa. Dự kiến sau khi hoàn thành gói thầu số 13, tháo dỡ rào chắn và hợp nhất với đường C12 hiện hữu, tuyến đường mới sẽ được mở rộng lên 30m, tổ chức giao thông 6 làn xe. Mới đây, Ban Giao thông đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên Tết Nguyên Đán để đưa dự án đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa về đích nhanh chóng trong năm 2024, giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông thời gian qua.